Cô mời bạn Lộc câu 16. B. À, D 375. Rồi em giải thích cho cô làm nào ra D. Thì ta có khối lượng của xe CO3 là 132 cộng 168 ra 300. Đến đây nhiều người có thể đánh lừa. Thì khối lượng xe CO3 bằng 80% của đá vôi thôi. 300 chia cho 80%. À, nhưng vì sao mà em có được M của CaCO3 này bằng 132 cộng 168? Có phương trình là CaCO3 sẽ tạo ra nhiệt độ nung nóng thì sẽ tạo ra carbon mix và Thì lúc này thì ta mới áp dụng định luật bảo toàn đúng không? M bằng nhau M CaCO3 bằng 132 cộng 168 là bằng bao nhiêu nhỉ? Tùng nồng nhỉ? 300 rồi. 300 đơn vị là kg. Thế tại sao nó lại không là 300 mà nó lại là 375? Ôi, ta có M CaCO3 bằng 80% M đá vôi. Đúng rồi. 300 chia cho 80%, 80 phần 100. Và kết quả là bằng 375. Là cô không hiểu cái chỗ ý của bạn Lộc lắm. Đơn vị là kg. Rồi ý của bạn là quan trọng bởi vì đây là đang là phần trình bày của bạn mà, đúng không? Rồi như vậy đáp án là D. Rồi có thể viết giống cô cũng được. Rồi xin mời bạn San nào. Câu tiếp theo. Em thưa cô là có phương trình hóa học là 2Fe cộng 3Cl2. 2Fe cộng 13Cl2. Tên giá 2FeCl3. Em chọn đáp án C. Rồi, đáp án là C, 232. Chính xác, đây là một đáp án chính xác. Cảm ơn bạn San. Câu số 18. Câu mời bạn Thảo nào, hay quá. Câu là câu 18, em chọn A. A. À, tức là 2 vào HNO3 và chỗ này chấm hỏi này là nước. Chỗ này là 2. Đó là một đáp án chính xác. Cảm ơn bạn Thảo. Câu tiếp theo, câu 19. À, cô lại mời bạn Lộc nào. C đúng. Làm thế nào ra C? Thì một mol là 6 × 10³ thì 1.5 là 1.5 × 6. Rồi là bằng số phân tử NaCN sẽ là bằng 1.5 × 6 × 10³. Rồi và nó bằng 9 × 10³. Cái này là chúng ta áp dụng công thức là A thì bằng N nhỏ nhân với N lớn đấy ạ. Nhưng mà N nhỏ là của cái thằng NaCN, còn N lớn là số Avogadro. Rồi, cảm ơn bạn Lộc. Câu 20 ạ. San nào? Em chọn B ạ. B, bằng nhau. Đúng rồi, trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì nó bằng nhau. Câu 21 ạ. À, Lộc tiếp tục nào. Em cô là 0.5. Làm nào ra 0.5? Em lấy 14 chia 28. Em áp dụng công thức nào nhỉ? Số mol là lấy em lấy 14 chia cho 28. Đúng rồi. Nhưng mà áp dụng công thức nào để ra 14 chia cho 28? Công thức là M, như là M nhỏ chia M lớn. Rồi công thức đấy là M nhỏ chia cho M lớn. M nhỏ ở đây là M nhỏ của N2 đúng không? M nhỏ của L2 chia cho M lớn của N2.
M lớn của N2 là 28, còn M nhỏ là 14. Nó sẽ bằng 0,5 mol. Đó là một đáp án chính xác. Cảm ơn bạn Lộc. Câu tiếp theo. Rồi, cô mời bạn Hợp nào. Em cô em chọn đáp án A. Chọn đáp án A, lý do? Em cô là em tính L nhỏ là sẽ bằng P chia cho 22,4 là bằng 5,6 chia cho 22,4 là bằng 0,25. Xong rồi em tính được khối lượng là bằng 0,25 nhân với cả 64 và bằng 16 ạ. Ừ. V chia 22,4 tức là bằng 5,6 chia cho 22,4. 0,25 mol à? Vâng ạ. Vậy từ đây suy ra V à, suy ra M chứ đúng không? M của SO2. Lúc này M SO2 thì em lại tính theo công thức nào? Nếu cô là em sẽ lấy 0,25 nhân với cả 64 và bằng 16. 0,25 nhân 64. 64 ở đâu ra? Nếu cô là em lấy 32 cộng với cả 16 nhân 2 bằng 64. Đúng rồi, đấy chính là M lớn của SO2 đúng không? Là 64. Đấy, ý của cô muốn hỏi là như vậy thôi. Kết quả là bằng 16 gram. Rồi, cảm ơn bạn Hợp. Một câu trả lời chính xác. Câu số 23. Thì khối của khí A đối với không khí là bằng 1,103. A có thể là khí nào dưới đây? Thì chúng ta nhớ lại công thức tính tỷ khối D của A trên không khí. D của A trên không khí. San nào? D của A trên không khí bằng M lớn của A chia cho 29. Thì... bằng M lớn của A chia cho 29. DA trên không khí đấy bằng 1,403. Chia ra M lớn của A chia cho 29 cũng sẽ bằng 1,403. Chia ra M lớn của A sẽ bằng 29 nhân với 1,103. Đó. 1,103. Em ra là bằng ra hai mấy nhỉ? Bằng hai mấy nhỉ? 32 ạ. 32. Em chọn đáp A. Ừ, chọn A. Sau khi ra 32 rồi thì chúng ta sẽ cộng các cái trên vào đúng không? Thế nào bằng 32 là được. Đơn vị là gam trên mol. Rồi, cảm ơn bạn San. Đó. Đó là một câu trả lời chính xác. Câu tiếp theo. Thành phần bên trong khối lượng của nguyên tố oxy trong hợp chất CaCO3 là bao nhiêu? Rồi, cô mời bạn Lộc nào. Em cô là 48. Ừ. Nào nào ra 48. Em 48 chia cho 100 là 48. Ừ. 48 chia cho 100. 3 nguyên tử ô này là 16 nhân 3 chia cho 40. 16 nhân 3 chia cho ở dưới này là 100 à? Có bạn còn chưa biết đâu ra 100 đâu, bạn cứ giải thích cho cô xem nào nào ra 100. Canxi là 40. Carbon là 12. Oxy là 16.
và bằng 48%. Rồi, như vậy đáp án là D. Đó là một câu trả lời chính xác. Cảm ơn bạn Lộc. Câu số 25. Lộc tiếp tục nào. Cô là Fe2O3. Làm nào ra Fe2O3? Em lấy 70 chia 56 chia 30 chia 16. Giờ ta sẽ làm giống như cái này đúng không? Này đúng không? Đây cái này này. Ta gọi công thức của nó là FEXOY. Đây sẽ có x chia y là bằng 70 chia cho bao nhiêu nhỉ? 70 chia 56. Bên này là 30 chia 16. 30 phần 16 bằng 2 phần 3. Chọn x bằng 2, y bằng 3 thì công thức hóa học là Fe2O3. Em có thử lại với 160 không? Không. Không thử à? Nhỡ nó hơn thì sao? Không hơn được. Thì vì ở đây người ta cho mà đúng không? Cho thì mình phải thử chứ, đúng không? Nhỡ đâu nó hơn thì sao? Có những bài nó hơn đấy. Thì lúc đấy mình cũng phải làm một cái công tác đấy. Thì cái chỗ này vì người ta cho như thế cho nên ta sẽ gọi đây. Thực ra là kết quả như của bạn là đúng rồi, nhưng mà cô làm như này để chúng ta giải quyết những bài nó phức tạp hơn. Cái công thức đơn giản của hợp chất sẽ là Fe2O3 tất cả N lần. Mà vì phân tử khối của hợp chất là vì khối lượng mol của hợp chất là từng này. Thực ra thì làm trắc nghiệm thì không cần phải phức tạp như cô đâu, nhưng mà ở đây là cô muốn cho các bạn được rõ ràng hơn thôi. Bằng 160 suy ra 160N bằng 160 suy ra N bằng 1. Vậy công thức của chất là Fe2O3. Đấy, để giải quyết cái trường hợp mà nó lớn hơn thì ta phải xử lý đúng không? Ví dụ lớn hơn nó là gấp 2 lần chẳng hạn thì N bằng 2, lúc đấy công thức sẽ là Fe Fe gì đó, ví dụ thế. Rồi, xin cảm ơn bạn Lộc, một câu trả lời khó. Là một câu khó nhưng mà bạn cũng đã trả lời được. Câu tiếp theo. Câu 26. Câu là 16. Tính như nào ra 16? Phần phần trăm của S là bằng 50%. Phần trăm của S là bằng 50%. Thì em lấy 50% nhân 32 thôi. Chia M của S sẽ là bằng 50 nhân với 32 và bằng 16g. Mà cái phần trăm của S này bằng 50%, có bạn nào là tự nhiên nhớ được như bạn Lộc không? Nếu không tự nhiên nhớ được thì phải tính nhá các bạn nhá. Tính như nào bạn Lộc nói nốt cho các bạn nào. Tại vì là có thể nhiều bạn theo dõi nhưng mà không hiểu được. Phần trăm Lưu Huỳnh tính như nào ra được 50%? Từ khối của S02 là 64 thì S là 32. S là 32 thì S là 1 nửa. Đúng rồi. Tức là bằng 32 chia cho 64 đúng không? Nhân 100% thì là bằng 50%. Rồi, như vậy đáp án là C. Câu 27 ạ. Câu 26 rồi, bây giờ đến câu 27 ạ. Tính thể tích của... Rồi cô mời bạn Huyền nào. Bây giờ mới thấy nổi lên. Em và cô là đầu tiên là đi tìm số mol của CO2 với cả L2. L của CO2 là bằng 4,4
chia cho 44 bằng 0,1 mol. Tiếp là L của L2 là bằng 5,6 chia cho 28 bằng 0,2 mol. Xong rồi tính tổng số mol của CO2 và cả L2 là 0,1 cộng với 0,2 là bằng 0,3. Xong rồi đi tìm thể tích, lấy 0,3 nhân với 22,4 là ra 6,72 lít, đáp án D. Ok, như vậy đáp án là D. Cảm ơn bạn Huyền, đó là một đáp án chính xác. Câu 28 á. Cô mời bạn Hợp nào. Em cô là theo em thì em chọn án B là số mol bằng nhau trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất ạ. Đúng rồi, đó là một câu trả lời chính xác. Chỉ có chất khí trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất mới bằng nhau, còn ví dụ như là chất rắn thì nó cũng không thể bằng được điều kiện khác. Rồi, cảm ơn bạn Hợp. Câu số 29. Rồi, cô mời Thảo nào. Em cô là cô 29 em chọn C ạ. Rồi, chúc mừng bạn Thảo. Đây là một câu trả lời đúng. Câu 30 ạ. Lộc nào. Em cô là A. Là tăng. Giải thích giúp cô tại sao tăng. Cô là nó sẽ kết hợp với oxy. Ví dụ như là sắt nhé. Kết hợp với oxy sẽ tạo ra sắt oxy sắt từ hoặc là Fe2O3. Đúng rồi. Sắt cộng với oxy thì nó sẽ tạo ra oxit sắt từ có công thức là Fe3O4. Sẽ được oxit sắt từ có công thức là Fe3O4. Nếu mà theo định luật bảo toàn thì M của Fe cộng với M của oxy thì mới bằng được M của oxit, đúng không? Như vậy thì cái sắt sau phản ứng chính là M của oxit, nó sẽ thêm cả cái của oxy nữa, do đó khối lượng của nó là tăng lên. Rồi, xin cảm ơn bạn Lộc. Và xin chào, hẹn gặp lại vào tuần sau. Chúc các bạn thi tốt nha.